Long Y nè, Long An dấu yêu của Quỳnh Quân Vũ. Xin chào các chị các bạn, mình đang đứng trên cánh đồng ở tỉnh Long An. Đây là huyện Tân Thạnh đó, đây là cái cầu lúa trên người nó chạy. Lúa này nó bị ngã, cái đá này nó cắt được xong rồi cái đoạn nó được cầu lúa nó về ra nó bốc lúa này. Trên kia còn cái lông cuối là nó cắt thúc trong cái đám này cái cua tài cây xe 70 cho cái cầu lúa này nha. Đó, nó có bánh xích luôn. Thấy cầu lúa này chào à, chạy giống như kia tăng cái giá cục vào nó vào lúa rồi nè, mấy mà nó căng hai hai tay này dậy cái nhà tinh đó chạy chạy phụ ấy lúa này là tính tiền tấn nha con. Công anh ơi. Công. Giờ lên mấy cái lúa trúng là mệt nha. Tính công. Công là như tiền ngồi giống nhân địa. Đó. Mấy cái lúa. Mấy là mấy cái lúa thất rồi đã là bốc ít lúa, còn lúa trúng là bốc nhiều lúa. Về vô rồi xe hình tròn luôn, xe hình tròn luôn đó. Yeah, đó nó có mấy lăng vậy mà chạy dữ á. Mấy lăng vậy đó. Nó chạy lên trên đây mới hết lúa nè. Rồi ông hai ông khỏe trời, ba ông căng vậy mà hai ông đưa lên đầu luôn á. Đó, trời ơi khỏe. Nông dân khỏe. Đậu để chạy lên đây đón luôn nè, nó chạy lên đây. Đó, gạt hai cái tay trước hai cái số. Số tới số về. Đó, đã không đã không nhìn chạy đã giống như xe tăng thiết giáp bạn thấy không. Đấy, cậu lúa nó chạy bên kia là cái đám khác hả à? À, nhiêu đó nè không 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 ha không bốc thêm nữa hả à, cậu lúa kìa nó chạy o luôn kìa. Rồi cái cầu lúa nó chạy kìa. Đã không? Ở trên đây còn mà ta. Sao nó không quay lên đây? Đây cầu lúa đây nè. Mấy cái lúa kìa, nó quay xuống nó cắt dưới nó đẩy lên đây đường. À lên kia nó bỏ thêm. Rồi cái máy kia vô sữa luôn hay là sao rồi, nó cắt đường nửa đá nó nghỉ rồi. Giờ này không lẽ nghỉ người ta nghỉ sớm vậy đó, mình lên đây đi trên gần gần đi chờ nó lên mà nó chưa không chịu lên đi xuống mình đi ra đồng bây giờ là cũng bố nhà máy rồi
Ủa mấy chiều á, nhưng mà nắng còn rất là nhiều. Vì thấy nắng quá trời. Đẹp, nắng đẹp. Trời xanh mây trắng kìa. Cầu lúa nó chạy. Trời ơi. Này nó chạy được gần 50 bao các anh chị các bạn, cái cầu nhỏ thôi. Ruộng khô thì chạy với nhanh lắm đó đi ha, các bạn ơi, như thế không? Đây vậy mà nó chắc thêm hai lớp rồi. Chắc đủ hai lớp. Chủ ruộng à, không leo luôn, qua wow, dùm ăn chủ ruộng còn trời ơi, gom máng vô cái lườn gà cày gặt kìa. Chưa xong mà nó chạy rồi. Ngon. Chưa xong, cắt nước lên rồi nhé. Cái lườn gà còn gom nó đông. Cảm giác nó như gốc gà luôn. Không rồi vậy. Ôi trời ơi. Còn cái máy cắt. Còn hết luôn hả? Hết rồi. Chú hỏi ở đây mình là xạ lúa gì chú? Nếp hả? Nếp là nó có mấy giống nếp chú? Mình đây là cái nếp này kêu nếp gì chứ? Bên sáu. Hôm nay có giá không chú? Trời ơi, nó vừa thấp mà vừa không có giá hay nè. Hôm nay được duyên ký chú? Nếp đứng thì được 5.7, rồi sạch như vậy có 5.6. 5.6 hả? Cái này nó sập vào lúc bão số 10 hay bão số 9 á. Số 10 là mới sập sao này. Sập tầm 40 em á. À. Lúc mà bão số 9 là lúc đó nó chỗ hả? Chưa chỗ. Vậy mà nó chỗ là nó sập luôn. Bão số 9 gió nhiều, bão số 10 nó cũng ít. Bão số 10 ít gió mà giá nó giảm. À nó quần. Cái đó được mấy công chứ?
Tự nhiên bao rồi. Này, cái này công là được 30 cân trước. Có thể đó chứ về tới 30 dạ chứ. Như cái gì giờ vụ rồi là được 40 hả? Vụ vừa rồi gần cả tấn rồi chứ. Dữ vậy hả? Ôi ơi. Lửa bỏ lửa rồi. Thấy thấy khúc trời nó sẽ sập nó chắc nhấp luôn. Bên đây máy nó không cắt nha con. Trời ơi mấy cái ruộng ngã là máy nó chạy nó nặng bởi vậy. Ừ. Rồi trước đây cái máy kia mà lúa ngã thì nó cắt nó đứt cái xe lên trước cái xe đấy á. Nó quào sát góc luôn. Này có bán rơm chứ? Dạ. Dạ. Nè, cua ta chạy kìa. Thì rơm này chú đốt hả? Rồi khoảng bao lâu mình xả lại chứ? Ừ. Bây giờ đốt xong rồi bắt đầu vô nước hả? Dạ. Làm nếp lại nữa hả chú? Xa quá không được rồi. Đó, nhấc lên. Ngay chỗ nó bị lút. Sao nó không lên nổi vậy? Đây, cái câu lúa kìa. Ngay chỗ nó bị lút. Lên kìa. Rồi cái video của Long An Dấu Yêu cũng tới đây kết thúc. Cảm ơn các anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.